Sau thời gian dài tìm hiểu, anh Minh quyết định làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Vì làm công việc văn phòng, thu nhập ở mức thấp nên với anh, đây là cơ hội vàng để sở hữu một căn nhà trên Hà Nội với giá rẻ. Hy vọng lớn rồi thất vọng cũng lớn, bởi sau hai lần nỗ lực nộp hồ sơ tại hai dự án nhà ở xã hội, anh đều nhận về kết quả là bị loại ngay từ vòng đầu. Sau khi mà cũng theo đuổi hai cái dự án nhà ở xã hội thì sau đấy thì gia đình quyết định là thôi, không theo cái dự án đấy. Bởi vì mặc dù thông tin rõ ràng là dự án nhà ở xã hội để dành cho người thu nhập thấp, nhưng mà ở các từng cái thời điểm đấy thì với cái mức giá bán như thế là nó cũng rất cao. Ngoài cái giá bán cao ra thì lại có một cái lớp trung gian chuyên thâu tóm mua nhà để bán lại, để mà một người dân, một người lao động bình thường thì đăng ký mua nhà ở xã hội thì gần như là không trúng. Thực tế không chỉ có anh Minh, nhiều người trong diện thu nhập thấp khác và thậm chí có đủ tiền lẫn mọi tiêu chuẩn để có một suất mua nhà ở xã hội nhưng cũng vẫn khó có cơ hội sở hữu nhà. Trước tình trạng nhà ở xã hội trở thành miếng bánh để có môi giới và các sàn giao dịch bất động sản lợi dụng trục lợi, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội cho rằng một trong những tiền đề quan trọng để quản lý hiệu quả chính sách nhà ở xã hội là quản lý công dân số trong quá trình chuyển đổi số. Làm được việc này mới có thể tránh tình trạng chính sách tốt đẹp của nhà nước không đến được đúng đối tượng. Ta phải đi từ cái quản trị xã hội, từ cái hoàn cảnh của người ta, từ cái thu nhập của người ta, từ cái việc đóng góp hợp pháp, từ cái khoản thu nhập, nó sẽ khẳng định rằng họ có xứng đáng được không. Thậm chí qua những cái kênh ngân hàng để mà hình thành các cái quỹ để chính những người đóng góp xã hội, người ta tham gia có trách nhiệm về nguồn lực thực hiện, về năng lực của họ và tính đảm bảo thanh khoản của họ trong cái việc mà tiếp cận nhà ở xã hội, thay vì để những người có cơ hội trục lợi cái chính sách. Ngôi nhà là một tài sản lớn, đặc biệt là với những người dân thuộc diện chính sách hay có thu nhập thấp. Do vậy, để đảm bảo công bằng, bình đẳng, giao nhà đến đúng đối tượng thì vai trò của bộ máy, mô hình quản trị nhà ở xã hội là vô cùng quan trọng. Quản trị lòng lèo, tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng, chia chác sẽ chỉ càng khiến xã hội thêm bất bình đẳng.